Chào các bạn nhá, bây giờ đang là buổi chiều các bạn ạ. Chiều nay thì chị em mình nghỉ. Đấy, đây. Hôm nay chị em mình có chiếc rổ tre. Đố các bạn biết chị em mình dùng rổ làm gì? Đem gì? Chị đố em biết đấy. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn và em Tú ra một cánh đồng. Để làm gì? Cứ đi rồi sẽ biết. Đợi em với. Đi nhanh lên. Đợi em. Hey, ta ra các bạn ơi, vậy là chị em mình đã đến nơi rồi. Tan. Đấy. Đây là ruộng bí nhà bà mình đấy các bạn ạ. Hôm nay thì chị em mình sẽ đi hái hoa bí để đem đi bán nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng chị em mình đi hái nha. Đây, để góc đây. Để xem hoa đâu nào. Quả này chị. Ôi, quả này các bạn ơi. Ôi, quả bí này. Đấy, những cái quả bí này thì mình đừng có dẫm vào nhé. Mình phải dẫm vào những cái chỗ mà không có dây bí. Ôi, kìa, hai cái hoa luôn kìa. Đấy. Đấy. Kìa nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, nè. Ôi, đây nữa. Này, nhiều lắm này các bạn ơi. À. Mình dài mới hái được một cái. Ok. Ế. Tìm tiếp, tìm tiếp. Đây. Oh my god, trời nhiều thế này. Nó có mấy cái gai gai, nó châm châm chích chích vào tay, nó bị rùng mình đó. Ấy, các bạn thấy nhanh chưa? Ôi, quả bí to chưa này các bạn ơi. Ôi. Ôi, to cực luôn các bạn ạ. Ôi, kia nữa kìa. Ôi. Các bạn thấy to chưa? Ừ. Kìa, hoa kìa. Khéo dẫm vào quả nhé. Em có dẫm vào nó đâu. Thôi, được rồi, vâng. Mang đi bán thôi. Đó là các bạn ơi, thành phẩm nãy giờ mà chị em mình ngắt hoa. Đấy, đã được một rổ hoa đầy như này rồi đây. Được rồi, giờ chúng mình sẽ mang đi bán các bạn nha. Đi. Đấy các bạn ơi, mình đã thay áo rồi các bạn ạ, để cho các bạn thấy rõ màu hoa bí rất là vàng luôn. Này, à ra đây. Đây em Tú ơi, giải bạt ra đây. Vâng. Rồi, bây giờ các bạn hãy bán hoa bí với mình nhá. Ai mua hoa bí đây? Ai mua hoa bí nào? Hoa bí đây. Ai mua hoa bí đây? Ê chị ơi, mua hoa bí ủng hộ em. Ba tiền bó hoa bí em. Dạ 5.000 ạ. Ừ, chị lấy một bó. Vâng. Đây chị ạ. Đây tiền của em đây. Vâng, em xin. Em cảm ơn chị. Vậy là đã bán được một bó hoa bí rồi. Ai mua hoa bí đây? Hoa bí thơm ngon đây. Ôi, có khách em ơi. Vâng. Cô ơi cô, cô mua hoa bí ủng hộ con đi ạ. À? Bán hoa bí nào đây cho em? Dạ, 5.000 một bó. Cho cô một bó ạ. Vâng ạ. Đây thưa cô.
Dạ. Trả lại cô 5.000. Dạ đây ạ. Vâng, cô cảm ơn cô. Cô chào cô ạ. Ấy vậy là đã bán được 2 bó hoa bí rồi. Ui, vẫn còn 3 bó hoa nữa. Ai mua hoa bí đi? Ai mua hoa bí nào? Hoa bí đi. Ui, khách khách tôi. Cô ơi cô, mua hoa bí ủng hộ cô ạ. Bao tiền quay cho bằng bó cháu? Dạ, 5.000 một bó hoa. À, thế bao mua 2 bó. Vâng. Dạ đây ạ, 2 bó của bà. Dạ. À, còn dư một bó chị ạ. Ô, bá ơi, còn có một bó hoa, bá mua ủng hộ con nốt. Bá hết ạ. Tiền rồi, bá chỉ có tiền ăn 2 bó thôi. Dạ, vâng, thế con cảm ơn bá. Ôi, thế còn có một bó hoa bí thôi ạ. Thôi được rồi, giờ chị em mình mang về nấu ăn. Vâng, đi, đi. Thì tá ra các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tước hoa bí để nấu canh các bạn ạ. Vừa nãy thì mình có hái 5 bó nhưng mà chỉ bán được 4 bó thôi. Bây giờ mình mang một bó này về để nấu canh ăn. Bây giờ các bạn hãy cùng tước hoa bí với mình nhé. Tước này, cầm đầu này. Ấy. Ôi mình thích cái kiểu tước mà nó như thế này này, nhìn nó đã mắt lắm các bạn. Đấy. Trời ơi, còn mấy cái này thì mình ngắt đi này. Ôi, về là đã xong một bông rồi. Oh my god. Không biết tầm này các bạn nấu cơm chưa nhỉ? Trời ơi, xin gái niềng. Ấy. Các bạn ơi, các bạn có hay ăn hoa bí không? Các bạn cảm thấy ăn hoa bí như thế nào? Còn mình thấy hoa bí nấu canh thì ăn rất là thơm và ngọt, còn xào thì cũng rất là ngon các bạn ạ. Mấy hôm trước chị em mình ăn rau toàn hoa bí xào ấy. Đấy, hôm nay các bạn hãy cùng xem mình nấu canh hoa bí nha. Rồi. Vậy là mình đã ngắt xong rau bí rồi. Đấy, giờ mình sẽ vào rửa ra ngoài nấu canh nha. Let's go. Đấy, trời cũng đã tối rồi các bạn. Rửa hoa bí thôi. Em đây, em đã đun nước rồi này. Ôi trời ơi. Ôi, ngô này. Ngô cũng đã chín rồi đấy các bạn ạ. Nào, giờ rửa các bạn nhé. Nước sôi rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho hoa bí vào để nấu canh các bạn ạ. Oh my god. Rồi, ok. Mùi ngô thơm quá chị ơi. Công nhận mùi ngô thơm thật. Tí nữa là được ăn thôi. Các bạn đã bao giờ nấu canh hoa bí chưa nhỉ? Hãy comment cách nấu của các bạn xuống bên dưới xem có giống của mình không nhé. Đây, nấu canh hoa bí thì mình sẽ cho một chút muối ăn này. Rồi. Một chút mì chính. Ok. Chút gì mà nhớ ấy chị? Một chút thôi.
Ôi má ơi, mùi ngô thơm quá chừng. Vừa vặn, ngọt thơm ngon. Được chín rồi các bạn ạ. Rồi, mình bắc sơn canh ra. Bây giờ thì chúng mình sẽ mời tất cả các bạn ăn ngon nhé. Hello, ăn thôi. Đây, hôm nay thì mình sẽ ăn cơm với thịt xay. Đấy, với lại rau này. Đâu, mình ăn cơm với thịt xay và hoa bí. Rồi, thì để xịt xa. Giờ mình trộn lên. Trời đất ơi, cơm với thịt xay mãi đến. Ở đây có bạn nào thích ăn cơm trộn với thịt xay không? Rất là ngon luôn. Đây, mời tất cả các bạn nhé. Ngon. Tối nay ăn giản dị thôi. Sao chị? Em lấy được nhiều hoa bí quá. Đúng rồi. Mình sẽ ăn hoa bí. Hoa bí khá là ngọt. Chị ăn hoa rau không? Em chỉ ăn cuống nữa. Hoa lại còn rau á. Hoa. Bớt bần. Tối nay các bạn ăn gì vậy? Comment xuống bên dưới cho mình biết đấy nhá. Ăn cơm hoa. Mình sẽ ăn thìa, chứ đũa không gắp được. Nhưng ăn nhanh quá các bạn. Mình sắp ăn xong phần của mình rồi các bạn ơi. Mình sắp chưa xong phần của mình rồi. Rồi, ok. Giờ mình đem khay đi rửa đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đem khay đi rửa nhá.